Hello, xin chào tất cả các anh chị, các bạn bè. Hình như là Chào hôm buổi nay mình sáng chỉnh cái ánh sáng nó hơi chưa có được đẹp lắm, phải không? đó. Rồi, chào tất cả các anh chị, các bạn bè, các khách hàng đang đến cùng với chương trình hàng tuần của chúng ta. Hôm nay là ngày thứ hai và đây là chương trình Trầm Hương và May Mắn đang đến cùng với tất cả các bạn bè, các anh chị, các khách hàng thân thương trong ngày hôm nay. Và nhanh quá quý vị, hôm nay đó là ngày 24 tây tháng 4 rồi. 24 tây tháng 4 năm 2023 và bây giờ là 6 giờ 6 phút tối giờ California. Tiếp tiến thì xin kính chào tất cả các bạn bè nha và các anh chị. Và phải nói là hôm nay thì tại Cali trời nắng ấm nhưng mà có gió và đến chiều thì khá khá là lạnh rồi. Chúng ta cũng chỉ còn có một tuần lễ nữa thôi là chúng ta hết tháng 4, là sang tháng 5 là bắt đầu quý vị sẽ đến những ngày nghỉ hè của con cá của quý vị, sẽ được đi chơi nhiều hơn. Có người sẽ đi tắm biển, đi Hawaii, có người thì đi Việt Nam, đi Đà Nẵng, đi Nha Trang, đi Phú Quốc, đi Vũng Tàu, đi Hồ Tràm ha, vân vân. Và cũng có nhiều quý vị ở nơi xa khác thì cũng chọn về với California để đi chơi với lại gia đình bạn bè, hay là đi Disneyland, hay là đi SeaWorld, đi những cái nơi aquarium, tức là những cái nơi mà nuôi cá đồ động vật trong đó rất là đẹp, con nít ở Mỹ rất thích luôn. Và có nhiều người thì đi Disneyland á, vân vân, đi Hollywood rất là đẹp. Thì trong những ngày này cũng chào đón tất cả các anh chị đến với cái chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên thì hôm nay chúng ta cũng gặp nhau và ngồi nói chuyện với nhau, trò chuyện trong ngày thứ hai đầu tuần để chia sẻ với nhau về cùng chung một cái sở thích, cùng chung một cái đam mê về trầm hương. Và trong những ngày vừa rồi á, thì trong Hương đang chia sẻ vào group á, thì hy vọng là các bạn nào đang coi á thì giúp cho Đức Tiến và Hương Nguyễn là chúng ta comment một cái chấm, một dấu chấm, hay là một cái bông, hay là một cái trái tim gì đó để cho cái livestream này nó hiện lên cho nhiều người cùng xem nha. Rồi, phải chia sẻ thêm là hôm rồi Tiến có lên trên làm show với lại hoa hậu ca sĩ Quỳnh Mai ở lại San Jose, thì cũng có rất là nhiều người hỏi về trầm hương, rồi cũng có nhiều người biết về trầm hương. Và hầu hết là các anh chị mà Tiến ngồi xuống nói chuyện thì họ cũng không có biết rành về trầm hương là như thế nào, rồi cách phân biệt được trầm hương thật, trầm hương giả. Rồi họ cũng nói ồ bà sao giờ thấy trầm hương bán quá trời mọi nơi ha, thấy bán cũng có người mua có mấy chục đồng cũng có người mua 200 đồng cũng có. Rồi một đứa em mà chơi chung với Tiến á, con bé đó nó biết á, là bạn đó lên mua trầm hương mà mua online mà mua 2.000 mấy, cái nó đã ăn chụp hình gửi anh coi coi anh mua hàng mấy nghĩ giả quá mua đâu không biết đó. Rồi rất là nhiều người họ không có cái các anh chị đó không có gọi là chưa tìm hiểu kỹ và cũng chưa có biết rõ ràng là cách phân biệt trầm hương thật, trầm hương giả là như thế nào. Rồi trên cái vân của nó hầu hết đó Tiến thấy là rất là nhiều những người mà mua anh chị mua nhầm hàng giả đó, hàng nhái á, hàng sánh chìm sánh ghép á, là cái vân nó xoay tròn đều giống với nhau hết luôn. Thứ hai là nhựa màu đen, thứ ba là cái mùi rất là nồng. Ba cái đó mà các anh chị cứ nghĩ là ồ wow, cái này đen quá, bự quá, cái vân đẹp quá, trời ơi, cái vân nó đẹp, nó đều, wow, hay quá, xuất sắc quá. Vì không có bất cứ một cái phôi trầm nào thật mà tất cả các vân đều và đẹp như nhau. Chỉ có đồ ghép do con người nhân tạo tạo nên nó mới đều tròn. Và khi xoay là tất cả các vân tròn giống nhau hết. Chắc chắn đó là hàng ghép, hàng đó là hàng không phải là hàng thật nha. Nên là Tiến thấy rất là nhiều người chưa có phân biệt được. Thì hôm nay cũng nhân cái show đầu tiên lên trở lại ngày đầu tuần thì Hương Nguyễn sẽ chia sẻ lại một vài những cái cách đơn giản nhất để mà chúng ta có thể phân biệt được đâu là trầm hương thật bằng mắt chúng ta nhìn, hay là cách chúng ta phân biệt, hay là mùi chúng ta hửi nha. Thì bây giờ hôm nay ai chưa có nghe, chưa biết cách phân biệt được trầm hương thật, trầm hương giả như thế nào, hay đơn giản nhất là gì? Chụp cái hình đó gửi cho Hương, hỏi Hương ơi đây là trầm gì, trầm thật hay giả. Hoặc là ai đó đang, quý vị đang muốn mua, ai đó chào quý vị hỏi là chị đang muốn mua cái vòng trầm này mà người ta chào gì cái vòng trầm với cái hình này nè, nên là thật hay giả là hỏi luôn nếu mình nhìn không ra. Thì hôm nay trong cái chương trình này Đức Tiến và Hương Nguyễn một lần nữa sẽ hướng dẫn cho quý vị biết cách đơn giản nhất để phân biệt đâu là trầm thật, đâu là trầm giả, và cái loại trầm giả đó là trầm gì, và giá cả hay là giá trị thực nó như thế nào. Rồi một lần nữa xin chào tất cả các anh chị nha, và hello Trầm Hương Nguyễn hai chào em. Chào anh Tiến, chào anh An Hoàng, chào chị Thu Tăng, chào Hồng Đinh. Và có một cái câu chuyện mà Hương Nguyễn giống như khi hai anh chị đó đi ra thì mình cũng cảm thấy là hơi bị buồn cho anh chị, là vì là không phải là buồn vì là mình người ta không mua hàng của mình nữa, không phải vậy nha quý vị. Vì là anh chị đó là một cái người khách cũng là mua của Hương Nguyễn cách đây cũng hơn 2 năm rồi.
và anh chị đó rất ở ở rất xa, và cách và ngày hôm thứ bảy vừa rồi anh chị có ghé qua và anh chị có nhờ Hương Nguyễn coi giùm hai cọng dây chuyền và một chiếc lắc, một cái vòng, mà cái vòng hạt 16 ly. Thì Hương Nguyễn có nói là, Hương Nguyễn nói là anh ơi, thật sự anh đưa như vậy á em cũng rất là khó xử, và nhưng mà em không thể nào em nói sai sự thật được. Và em nói là phải có những cái dẫn chứng, chứ không phải là em nói mà em cứ mua đồ chỗ khác là em nói người ta đồ giả là không có đúng. Thì trong hai cọng dây chuyền và một cái vòng 16 ly đó thì có một cái cọng dây là hàng thiệt nhưng mà cái mặt là hàng công nghệ. Còn trên người cái anh này đeo là chồng của cái chị khách đó là đã mua của em, là mua vòng đeo tay, mua dây chuyền, mua chuỗi, nói chung là chị mua của em rất là nhiều món, và chị ghé chị mua rất nhiều lần chứ không phải mua một lần. Nói chung cũng là khách hàng quen. Và sau khi ảnh đeo một cái cọng dây chuyền và cái mặt dây chuyền rất là bự, đen không thấy vân gỗ, và một cái vòng hạt 16 ly cũng đen không thấy vân gỗ, nhưng mà nó đã tới cái thời kỳ mà nó rút cái dầu vô á, cho nên là nó bị lỗ giống như kiểu tổ ong vậy quý vị. Nếu mà mình nhìn bằng kính hiển vi á là nó rút vô, nó lỗ, nó rút vô y chang như là tổ ong vậy đó. Thì á nó giống như nó châm chích y như tổ ong vậy đó, chứ nó không phải là cái sới trầm, cái vân trầm. Thì Hương Nguyễn có nói với anh một câu là anh ơi, nếu như mà em nói thật á, nhiều lúc anh cũng buồn, mà nhiều lúc em cũng không thể nào mà em nói dốc được, và nếu như người nào bán cho anh, người ta có tới đây người ta nói em thì em cũng chấp nhận, em cũng phân tích cho họ hiểu là vì là giờ hàng nó hàng công nghệ, em không thể nào em nói nó là hàng zin được. Em không thể nào, em đâu có thể nào em nói hàng zin được. Và cái nữa, nếu như mà anh thật sự là không tin tưởng ở nơi em, anh có thể đi hỏi chỗ khác. Vì là cái hàng này nè, là em chỉ cho anh coi luôn, khi cái hàng này anh đeo nè, nó sẽ rút vào, nó sẽ như tổ ong vậy. Và cái cọng dây chuyền anh đeo thời gian nó sẽ lột ra, bông cái lớp keo. Còn cái hàng thiệt á, mà khi mình đeo á, thí dụ như quý vị có đeo cái hàng VIP như thế này nè, quý vị đeo thì mình mới, công ty Trọng Hưng Nguyễn mới mua về và gia công thành phẩm, và khi mà mình đánh nhắm mình nó sẽ bóng quý vị. Nhưng mà khi mình đeo vào cổ tay á, nó có ma sát với mồ hôi thì đương nhiên nó sẽ bị lợi chậm tí xíu, có nghĩa nó sẽ bị hơi trắng tí xíu, nhưng rồi nó sẽ tự phiêu lại cái chỗ đó. Nó không bao giờ nó bị luôn. Nếu mà đã cái hàng nó đã đen như thế này, hàng VIP nó đã đen như thế này, thì cái độ dầu của nó trong cái hạt trầm này quá nhiều, nó sẽ tự phiêu lại cái nơi đó. Tại vì nếu như mà mình phủ một cái lớp keo bên ngoài á, thì nó sẽ không có thấm gì được, có gì mồ hôi cũng không thấm mà nước cũng không thấm luôn. Còn hàng zin là bắt buộc, nhưng nó sẽ phiêu lại. Còn riêng những cái hàng nấu dầu với lại hàng mà hàng công nghệ thì mình đeo nó sẽ bung, nó sẽ chốc. Nhà đeo có thời gian nó sẽ bung và nó chốc. Và cái quan trọng nhất là cái mùi để anh phân biệt. Em mới quay qua em hỏi ảnh, em nói anh mua của em cũng nhiều. Tại ảnh là người đầu tiên vô mua tặng vợ chứ. Em biết tại sao không? Rồi vợ ảnh mới đem lại. Rồi vợ ảnh mới quay lại mua của em thêm hai món, chứ không phải là ảnh là cái người, chứ không phải là vợ ảnh mua trước, mà là ảnh là người mua cho vợ ảnh trước. Xong bắt đầu á, em mới nói ảnh là thôi anh, nhưng mà khi Hương Nguyễn nói cái hàng của ảnh là hàng một cái vòng trên tay hạt 16 ly là hàng nấu. Còn cái cọng dây chuyền là hàng công nghệ cao là của Trung Quốc nó làm, chứ không phải Việt Nam làm quý vị. Nó hàng công nghệ đó quý vị, thả nước nó chìm luôn. Tại còn nếu mà hàng chìm đầu, em mới phân tích cho anh cái hàng chìm. Em nói anh có biết được cái hàng chìm là nó cực kỳ hiếm và nó cực kỳ mắc, nó không có đơn giản. Nhưng mà chỉ cần hàng công nghệ là quý vị bỏ xuống nước là chìm hết. Hàng công nghệ cao là bỏ xuống nước nó chìm, hàng sánh chìm sánh ghép là bỏ xuống nước nó chìm. Nhưng hôm nay cái hàng sánh chìm sánh ghép, hồi nãy anh Tiến nói á, là người ta làm theo cái vân gỗ là sáng tròn phải không, hôm nay nó làm cái dạng xới mà xới dọc nữa. Xới dọc anh thấy luôn. Dạ, xới dọc nhưng mà nó y chang nhau, nó cũng tương tự, giống nó cũng giống y chang nhau. Dạ, nhìn nó không thể nào mà nó không có cái điểm khác luôn. Đúng, nó nhiều cái chuỗi nó là xới dọc, xới nó giống dọc nhau, nhưng mà nó làm xới dọc nó còn đẹp hơn cái xới tròn. Xới dọc nhưng mà nhìn khó biết hơn. Dạ, đúng, khó biết hơn. Là, khó biết, đó, hơn, khó biết hơn, nhưng mà cái mùi không thể nào mà giống mùi được. Không nhái không được. Bao giờ nhái được quý vị. Cho nên là khi anh đó lúc mà Hương Nguyễn đưa cho anh coi á, đưa cho anh coi cái hàng nấu ở đây á, với cái hàng công nghệ á. Xong nói nếu như anh không tin em, giờ cái hàng này cái giá trị người ta bán cho anh như vậy, nhưng mà ở đây nó là hàng giả nè, anh muốn em cho anh luôn cái cọng này luôn.
Tại vì nó đâu có giá trị gì, nó có mười mấy hai chục đô à, cho ảnh đâu có nhiêu đâu. Tại vì ảnh còn còn ví dụ như mình cứ ảnh đeo trên người, ảnh ảnh mua chỗ khác ảnh đeo trên người mà mình cứ nói cái hàng của người ta không đúng, mà mình không có cái gì để mình chứng minh. Và đây nè, em mới đưa cái cọng dây mà hàng VIP có mười mấy ngàn đưa cho ảnh coi, và cọng dây hàng chìm mấy chục ngàn đưa cho ảnh coi, và cái hàng nấu đưa cho ảnh coi, nói nè đó cái hàng của anh đeo là hàng này nè, nếu anh muốn em cho anh luôn cái sợi hàng nấu này luôn, tại cái hàng này nó không có giá trị. Và bắt đầu ảnh mới xuống sắc mặt liền, và cái người vợ á bắt đầu mới cự ảnh. Cái em mới nói là thôi chị đừng la ảnh tội nghiệp, tại vì ý là chị nói là ảnh tin tưởng bạn của ảnh mua. Đó cũng là cái câu chuyện đó. Đúng thì rồi. Cái đó là cái Hương Nguyễn đang nói cho quý vị. Có nghĩa là người vợ mới đứng tức quá, nói là hả, tại vì Hương Nguyễn có nói là những cái hàng mà bên công ty Trọng Hương Nguyễn là đều có giấy tờ guarantee, và công ty ở Mỹ, ở Việt Nam cũng có, ở Mỹ cũng có. Thì hỏi là cái người nếu mà không đúng á, là quý vị có thể thưa kiện được. Tại vì nếu mà người ta đi test ra, thí dụ như giờ đơn giản cái nhang nè, quý vị xài vào mà người ta khó thở, người ta có vấn đề gì, người ta đi emergency, người ta su mình liền, người ta su mình là trong đây nó có cái gì là người có ta hóa chất gì là người ta su mình chết luôn, chứ không phải là giống như bán trên mạng mà mười mấy hai chục đô muốn bán nhiều bán. Đúng rồi. Và cái đó là cái vấn đề ở cái trách nhiệm của cái người bán hàng thật và công ty, tại sao nó mắc. À, và cái nữa là lúc chị đó chị nhìn chồng mà giống như chị không hài lòng á, tức là giống như chắc chị không cho ảnh mua, nhưng mà ảnh mua xong rồi cái Hương Nguyễn mới nói là nể cả ai đó. Đúng rồi, nể cả ai đó. Xong cái Hương Nguyễn mới nói chị là thôi chị đừng có la ảnh, chứ đừng có la ảnh tội nghiệp, tại vì như thế này nè quý vị. Hương Nguyễn mới phân tích cho ảnh hiểu là có nghĩa là bạn của anh, nếu mà người ta biết cái đó là hàng công nghệ mà tao vẫn lừa anh người ta bán thì cái đó là không nói rồi. Nhưng mà em nghĩ là nhiều lúc bạn của anh cũng không biết, không biết, dạ, cũng bị lừa họ luôn. Cũng không biết, cũng có thể họ cũng là cái ảnh ảnh nói vậy nè, ảnh mới nói là em ơi, à, nó show cho anh thấy là gia đình của nó là sủn trầm rồi làm trầm tùm lum. Em nói anh ơi, em nói cho anh nghe, em là dân bỏ sỉ, và em bỏ wholesale, em bán wholesale, và tất cả những người lấy hàng của em là em giấu thông tin họ, vì là em cũng không cho họ người khác biết là họ lấy hàng của em, vì là họ đã trà trộn những cái hàng khác vô họ đúng bán rồi, thật giả lẫn lộn, thật giả lẫn lộn. Hương Nguyễn không thể nào nói với quý vị là cái người đó đang bán hàng của tôi, nhưng mà trong đó có những cái hàng không phải của tôi, mình làm vậy thì mốt ai lấy hàng mình nữa quý vị, đâu đúng có rồi. Và những người đó người ta có yêu cầu em là quay một cái video riêng để đưa cho họ, để họ là không có thông tin gì của công ty Trọng Hương Nguyễn hết, quay một cái video công đoạn cắt, công đoạn tiện, công đoạn hàng này kia nọ, quay cho người ta để đưa cho người ta, để người ta có cái để người ta nói là người thân người ta, người nhà người ta làm. Nhưng mà thật sự cái đó là cũng là của người khác thôi, chứ không phải của chính anh đó. Và chính cái anh mà bán cho anh đó, anh cũng không biết cái cọng dây chuyền với cái mặt dây chuyền của anh là hàng công nghệ đâu, hàng gì đâu. Đúng rồi. Nhưng mà nếu như anh đó ảnh nói em nói không đúng, anh cứ kêu ảnh cầm cái hàng của anh đi tới đây gặp em. Đó là em nói thẳng với ảnh luôn là em khẳng định cái đó là hàng công nghệ. Ảnh rất là buồn luôn, và khi anh chị bước ra thì Hương Nguyễn cũng rất là buồn quý vị, vì là cái cọng đó nếu như mà hàng VIP là mua không rẻ tiền. Tại vì cái mặt dây chuyền ảnh đeo nó bự vậy nè, anh nó bự vậy nè mà nó đen thui luôn, nó bự có đâu mà bán như vậy. Dạ khó, nó bự vậy nè, rồi cái cọng dây á, cái cọng dây mắt khúc mà nó ảnh đeo dây chuyền mà cái mắt khúc dây chuyền nó còn bự hơn cái vòng có anh có luôn. Thấy rồi, và nhìn rất là đậm đúng dạ, không đúng rồi, nhìn đậm rất đen, là đậm đen nhiều luôn, lắm, nhìn ngầu nó luôn. Bán ngoài phía miền Trung cũng có dạ, nhiều nhìn lắm, rất là Huế, ngầu miền luôn. Trung Đà Nẵng nhiều lắm, nhưng mà nó là hàng công nghệ, hàng công nghệ hết á. Tại vì mình không thể nào mà mình đi người ta hỏi cái hàng đó là hàng gì, mình không thể nào mình nói cái đó là có nhiều lần Hương Nguyễn cũng tế nhị, là khi khách hàng hỏi Hương Nguyễn sẽ nói một câu là chị ơi, chị tin hàng bên em thì chị mua, chứ chị đem hàng cho khách lại chị hỏi em sẽ không đánh giá, vì là nó sẽ làm mất lòng người trong nghề. Thì cái chị đó chỉ phản ứng liền, chị nói là em bán hàng thiệt mà em nhìn hàng em không biết hàng gì. Thì từ đó nó cũng chạm cái tự ái của mình, giống như bà nói mà không biết coi hàng vậy đó. Đúng rồi. Thì cho nên là khi Hương Nguyễn khẳng định cái hàng của anh đó đang đeo là hàng công nghệ, một cái vòng anh đeo là hàng nấu, còn cọng dây chuyền với cái mặt là hàng công nghệ cao, và Hương Nguyễn có khẳng định với ảnh là anh về anh thả xuống nước đi, cái cọng dây chuyền và cái mặt đó nó chìm luôn đó anh, chứ nó không phải nó nổi đâu. Nhưng mà anh biết cái hàng chìm thì cái giá trị của nó nè, là em đưa cho anh coi để anh hiểu đó. Và sau đó anh chị đi nghe ra, cái mùi cũng biết mà, thì đó em cái mùi là biết liền à. Và em có nói ra cho anh hiểu là hàng công nghệ và hàng nấu là mùi hoài nha quý vị. Cái hàng nấu cái mùi nó còn đỉnh hơn nữa, tại vì hàng nấu là anh tím biết sao, bao tắm bao rửa luôn. Đúng bao rồi. Tắm bao rửa nó vẫn còn mùi, nhưng mà mùi nó không phải mùi trầm. Tại vì quý vị biết sao mà mùi nó nhiều vậy không, là vì người ta nấu nó rút vào từng hút xới, nó hút vào bên trong rồi nó hút từng xới, chứ nó không phải thơm tự nhiên nhẹ nhẹ ở ngoài giống như thơm từ ở trong cái xới trầm. Cho nên là cái hàng nấu cái mùi nó còn nhiều hơn nữa, và cái hàng nó cái mùi nó hoài luôn quý vị, tắm cái mùi nó vẫn còn, nhưng mà nó không phải mùi trầm.
Đó, nên là Tiến cũng chia sẻ luôn rất là nhiều quý vị là thứ nhất là không có thời gian để tìm hiểu được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả, hàng sánh chìm, sánh ghép, hàng nấu, hàng công nghệ, rất là nhiều bên ngoài. Rồi cũng nhiều quý vị là vì nghe bạn bè mình đúng nói, rồi, người thân nghe, mình nói, nghe. Xong mình nể cả, nể mình cả, mua, xong, mình mua. Rồi, xong mua xong mà dính. Rồi có nhiều người nói, ô wow, mua chi cái vòng chi tới mấy ngàn đô lận, cái này là tôi cũng đang bán là cũng đang đen đậm đậm nè. Cái này có 500 đô, 700 đô chứ nhiêu. Đó, là thứ nhất. Thứ hai, cũng có nhiều người là mình nói này hơi đụng chạm chút xíu, nhưng mà nó là sự thật. Rất là nhiều người là cứ lấy gọi là Phật giáo ra, cứ lấy sư cô ra. Đúng rồi, cái này là thầy làm, này Phật, sư cô làm tùm lum tùm la. Bản thân là các thầy, các sư cô rất là bận việc ở chùa. Làm rất là nhiều việc, chầm. Họ đâu có rành về chầm đâu. Yeah. Họ đâu có thời gian tìm hiểu đâu. Mà cứ lấy thầy, lấy sư cô ra, nói là cái này là quý lắm, thầy để dành, sư cô để dành được quà tặng. Xong rồi mới đi sinh này được nên bán lại cho quý vị. Trời ơi, cái đó là không có nên nhau quý vị nha. Đó là điều thật lòng Đức Tiến chia sẻ. Nên cái gì mà mình mua cho mình, Đức Tiến ngồi nói chuyện á, bạn mua một cái túi hiệu, một cái xe hiệu, một cái đồng hồ hiệu, bạn đeo lên người của bạn, nhìn vô ai cũng biết hết trơn á, và bạn có thể khoe với người ta, đúng, rất là nên tự hào. Nhưng mua một cái vòng trầm hương hàng thật, hàng núi rừng tự nhiên, hàng thiệt, là mua đeo cho mình, đeo cho chính mình, đeo cho chính bản thân mình. Cái đó là đúng, cũng rồi. Có nhiều người cũng nghĩ nói giống như anh đúng Tiến rồi mình đó. Phải nói chứ. Yeah. Mình cũng không có cần phải nói là tôi đeo để cho người ta biết là tôi đeo hàng này mấy chục ngàn, người ta không quan khe. Nó giống như quý vị là đầu tư sức khỏe cho mình, quý vị đầu tư học vấn cho mình. Bây giờ nhìn tôi sao biết tôi có bằng đại học, đúng không? Nhìn Tiến sao biết, nhưng mà cách Tiến nói chuyện, cách Tiến làm việc, cách Tiến quan hệ xã giao thì biết à, bạn này là có trình độ, có học vấn ra. Thì cái vòng trầm nó cũng giống dạng vậy, mình đeo mình mua là đầu tiên cho mình. Và đương nhiên để mình nói là hàng thật, chứ Tiến nói đi là hàng thật, hàng thiệt, hàng có giá trị. Thì bây giờ nói nhiều ở đây, có tờ giấy certify rõ ràng, giấy chứng nhận xác nhận từ công ty Trầm Hương Nguyễn, hàng organic, hàng zin, hàng tập 100%. Đó là điều uy tín để người an tâm mua cho mình và công ty ở Mỹ. Những gì nó không đúng là chúng ta có thể sue và kiện cáo được. Dạ, chứ không đó. Phải là mình nói miệng được đâu quý vị. Và Hương Nguyễn cũng thấy làm buồn cho anh chị là anh tại vì anh chị nể cả anh, đúng rồi anh thất vọng thì cái anh đó anh cũng nể cả bạn Quỳnh của Mai vừa rồi cũng bị vụ đó anh nói bạn anh rất là thân, anh nói bạn anh rất là thân luôn. Ta nói quý vị bây giờ nhà người đó có đi ngồi móc xỉa chầm đi chăng nữa, có lẽ mang cục chầm về đi nữa, nhưng mà cái thằng thợ, cái người đó họ tạo ra cũng không phân biệt được đâu là cái hàng sản phẩm và cái đâu kia hai khác nhau hoàn toàn, nên cũng không phân biệt đâu. Chỉ có những người ngồi bán trực tiếp như Tiến và 2 năm trời làm việc với Hương, Tiến mới có kinh nghiệm, mới nhìn trầm, nhìn tới, nhìn luôn, quan tâm vào Hương là xương máu trong người mới biết được nha. Với lại có nhiều người á vậy nè, cứ nói là ô à, cháu của chị là hả dân mà ngồi dân trầm xỉa trầm, đúng rồi. Thì Hương Nguyễn nói thiệt câu nha, dân mà xỉa trầm luôn, dân mà gọi là xỉa những cái thân cây gió mà nó dính vào cái phôi trầm á quý vị. Yeah. Dân ngồi xỉa luôn, nhiều lúc người ta làm việc cả là thợ nhưng mà người ta còn chưa cầm được cái cục hàng thiệt nó ra làm sao nữa quý vị. Người ta chưa cầm được cái hộp cục hàng mà hàng tự nhiên đó nha, chứ không phải hàng thiệt. Hàng đương nhiên, cái hàng mà người ta cầm xỉa nó là thân cây gió, nó là hàng trồng. Còn nếu mà để cầm được cái hàng tự nhiên nó không có đơn giản nha quý vị nha. Khi mình có được một cái cục hàng mà núi rừng mọc tự nhiên nó không có đơn giản. Để người này cầm người kia ngắm như quý vị nhìn thấy không có đâu nha. Yeah. Không có đơn giản. Và cái nữa là em cũng thấy có rất nhiều người về quay mấy cái xưởng trầm ở Huế, quay mấy cái trầm cảnh bự bự vậy nè. Thì Hương Nguyễn phân tích cho quý vị vậy nè. Những cái trầm cảnh mà lớn vậy á, quý vị biết không? Cái thân cái lỗi trầm nó chỉ nằm ở trong cái thân cây gió bầu thôi. Làm sao mà làm được một cái trầm cảnh mà nó bự giống như là bằng mấy con người của mình đứng. Quý vị tự hiểu đi, nó là cái hàng gì, nó chỉ là hàng giống như là nó gọi là cái đó người ta gọi là trầm cảnh nhưng mà nó cũng không phải là trầm luôn. Nó chỉ là cái thân cây gió và người ta xỉa rồi người ta làm cảnh rồi người ta quét mùi và màu của hóa chất rồi. Vào để làm cảnh thôi. Cảnh chứ còn tại vì cái lỗi bên trong nó rất là nhỏ chứ nó đâu phải nguyên cái cây đâu mà mình đục được nguyên cái tượng lớn hay là mình đục được mình làm được giống như một cái hòn Nam Bộ lớn luôn anh. Nguyên dạ. Một cái cảnh như tượng Phật Bà. Dạ đúng rồi, luôn. Thì làm sao trầm nào mà làm được như vậy? Vậy nó đâu phải nguyên cái cây đâu mà làm được vậy. Là nó đâu phải nguyên cái cây trầm đâu. Cái hòn Nam Bộ. Dạ đúng rồi. Và những cái đó là có nhiều người thì người ta lấy từ những cái gốc cây, cái gốc, cái rễ gốc cây cà phê quý vị. Đó bắt đầu người ta sẽ dùng khọ, người ta khọ cho nó đen luôn, xong bắt đầu người ta quét màu lên, xong bắt đầu ta xỉa, ta xỉa để cho nó tạo kiểu cho nó tạo cái cho nó tạo ra giống như cái vân, dạ giống như cái vân tự nhiên. Nhưng mà nó cũng nếu mà ta làm bằng cái thân cây gió không nói nha, nó làm bằng từ rễ cây cà phê luôn á, tại dân trong nghề làm là nhìn vô là biết hàng gì liền à.
mà cứ đi tới đó quay cho cố vô, quay kêu là ôi xưởng chầm thế này kia nọ sẽ đem chầm qua bên đây bán để cho để lấy lòng tin khách hàng, nhưng mà cái đó là công việc của họ. Nhưng mà ý là Hương Nguyễn nói á, là mình mua là mình phải biết được cái hàng đó là nó là cái giá trị của nó nằm ở đâu, cái hàng trồng hay là hàng tự nhiên. Giống như hàng trồng là bên công ty trồng Hương Nguyễn cũng có bán nha quý vị. Đó, đó cái này nè, à, quý vị nhìn thấy vân nó cũng đẹp nè, giá 180 nha. Nhiều người nói là nếu mà nhìn vân như vậy không, không nhìn mùi, không hửi mùi á, thì làm sao phân biệt được cái nào hàng trồng, cái nào hàng nào tự nhiên. Nhưng mà cái mùi hàng trồng nó không bao giờ nó giống được cái mùi hàng tự nhiên quý vị. Nó hàng trồng nó không bao giờ giống hơn, được nó lạc mùi hơn. Nó nhẹ hơn, mùi nó lạc hơn, nó không thể nào mà nó giống như cái hàng tự nhiên được. Cho nên là hàng trồng là bên công ty Trọng Hương Nguyễn nói hàng trồng, còn hàng tự nhiên là nói hàng tự nhiên, và hàng tự nhiên là đều có giấy tờ đầy đủ. Cho nên là có mấy lần Hương Nguyễn cũng nói hoài, Hương Nguyễn cũng nói là tại vì có nhiều người khách hàng đã mua của Hương Nguyễn mấy ngàn đô rồi, xong cứ thấy người này chào hàng, đúng người rồi, kia bị chào lung hàng like, cái bị lung like, cái là bắt đầu chụp cái hình của người ta nói là hỏi là em ơi cái này đẹp gì mà người ta báo giá chị như vậy nè. Đúng rồi. Thì nói là chị ơi cái quan trọng á, cái chị gửi em coi á là nó không phải là hàng thiệt, nhưng mà nếu mà chị cảm thấy cái đó là nó vừa ý với chị thì chị cứ mua thử đi rồi chị hãy so sánh với cái hàng của em. Chứ mình không thể nào mình nói tao ô cái đó là hàng giả đó chơi, cái đó hàng giả đó chơi. Có nhiều người người ta cũng mua của mình xong người ta cũng đi mua tùm lum hết, nhưng mà cuối cùng người ta mua có đúng đồ thiệt họ hay không. Đâu ra biết là những cái đồ hàng ghép, hàng sánh chìm đó, hàng công nghệ đó là bỏ mùi, bỏ keo vô đeo một thời gian nó hôi, nó thúi quắc luôn vì là bung ra, nó bung ra và nó chảy màu luôn. Nhân đây nó tiếng thấy luôn là mình nói thật luôn là đây có một số những cái tiệm bán đồ mà tiếng nhìn thấy được. Ở San Jose cũng có nè, ở OC cũng có nè, ở bên Dallas, Houston cũng có luôn nè. Là bán hàng toàn là hàng công nghệ luôn, mà tiếng thấy chạy quảng cáo luôn mới ghê, với chạy quảng cáo luôn mà cái mẫu dây đeo toàn là hàng công nghệ rồi. Cũng bắt chước Hương Nguyễn, cảm ơn anh đẹp trai, cảm ơn chị đẹp gái gì đăng đầy trên đó. Trời đất ơi, mua chầm gì mà mặt mày đơ vậy trời. Người ta mua chầm Hương đến mặt mày người ta đầy hưng phấn, đầy vui tươi. Yeah. Xin nhắc lại, nếu quý vị thật sự tìm đến chầm Hương nha, thì phải chọn đúng chỗ, đúng nơi. Chầm Hương nó không giống như là chúng ta mua một cái dây bình thường đeo chơi, đeo thời trang. Quý vị cứ mua 100-200 thì chơi cứ mua. Nhưng nếu khi quý vị ơi đang nghe Đức Tiến và Hương Nguyễn nói nha, nếu quý vị thật sự nghiêm túc muốn mua một cái sợi chầm Hương để đeo cho mình, thứ nhất là mang đến cho mình sự may mắn, thứ hai là mang đến cho mình sự bình yên, thứ ba là mình muốn đeo một cái gì đó thật sự có giá trị tốt, có lợi sức khỏe cho mình và tốt cho mình, thì chọn công ty Trầm Hương Nguyễn để đó là điều tốt cho quý vị nha. Còn những đồ chơi, đồ công nghệ thì mua xong xài đem một hai ngày vứt đi, ok, không sao hết. Còn cái này mình vừa đeo, vừa đẹp, vừa thời trang, vừa có giá trị thật cho quý vị. Và nhất là nếu mà mua làm quà tặng thì phải mua chọn đúng chỗ, đúng nơi, đúng người. Và bên đây công ty Trầm Hương Nguyễn guarantee điều đó cho quý vị. Thì chia sẻ cùng mọi người nha, và nhắc nha, một số phone mà thôi, 7145889989 cho tất cả các câu hỏi, gọi về, nhắn tin, gửi hình ảnh nha. Em cứ thẳng thắn rõ ràng, ok, cái hình đó em nhìn thấy sao nói thẳng luôn, không có bị, không gọi gì, biết là đồ đó, đồ sánh chìm, sánh ghép, đồ công nghệ mà vẫn muốn mua thì cứ mua. Yeah. Còn như mình hỏi mình thì mình trả lời, nó giống như là mình là cái máy vậy đó. Đưa vô, giả là nó giả, giỡn là nó giỡn, công nghệ là nó công nghệ, còn anh chị thích, anh chị cứ về chơi. Dạ, yeah. Giống như cái này là cái hàng này là hàng do con người trồng cấy nè quý vị, giá là 290 đô, hạt của nó là 6 ly, là chầm hương do con người trồng cấy. Nhưng mà khi mình đeo cái chầm hương do con người trồng cấy này là như thế nào? Thứ nhất là cái chuỗi 108 nó mang ý nghĩa. Cái ý nghĩa của cái chuỗi 108 đó là giống như là nó, khi mình lận chuỗi 108 là nó mang đi 108 cái sự muộn phiền của con người. Đó là tác dụng của những cái ý nghĩa của cái chuỗi. Còn nếu như mình đeo cái chuỗi không về mà hàng trồng nè, thì nó sẽ không có cái tác dụng mà gọi là nó hét cho phong thủy gì hết. Vì nó chỉ là hàng trồng thôi thì cái linh khí của nó sẽ không có giống như những cái hàng tự nhiên. Nhưng mà nếu như mình đeo những cái chuỗi mà hàng mà do con người trồng cấy mà có mít đá như thế này nè quý vị, thì là thêm một cái nó hỗ trợ thêm cái phong thủy cho mình, cái bổ mạng và của mình, cái bổn mệnh của mình, giống như cái này của mình, sở thích của mình và cái cơ hội cho mình. Giống như cái chuỗi này là chầm hương do con người trồng cấy nè, giá nó là 360, nhưng mà bên công ty Trầm Hương Nguyễn là mít đá này á, là đá của BNG, có nhiều viên đá lên tới 20-30 đô, 40-50 đô cũng có, nhiều viên bự hơn là giá nó mình nói luôn, mình có. Nói giá luôn. Dạ, chứ không luôn. Phải là chứ không phải là mấy cái đá mà xử lý màu, cho nên quý vị yên tâm. Và cái chuỗi này là giá 360 đô đó. Và mít đá màu đỏ này là hợp với lại người mệnh hỏa và mệnh thổ, và mình có thể bung ra làm thị truyền đeo cổ được, và mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng được luôn. Đó, đó là chầm hương do con người trồng cấy, vẫn là hàng thật 100%, không có nhuộm màu, không có chích keo, không có phủ bóng gì trong quý vị nha, đơn giản nó
là từ cái phôi trầm mà hàng trồng ký lấy xuống mà người ta tạo cái hạt và họ đánh nhám lên thôi. Đó, yeah. Đơn giản giữ nguyên như vậy luôn. Đó, đây, hàng do con người trồng ký 360 đô mà vẫn là hàng thật để mình đeo. Đó, an tâm và nha. Và cái nữa là Hương Nguyễn luôn luôn hướng về một điều là có nhiều người người ta cũng hay nói là người mà lên nói đạo lý là thường là sống như cái gì vậy đó. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà Hương Nguyễn thì không có nói đạo lý nhiều. Nhưng mà Hương Nguyễn chỉ nói hay nói đi nói lại với quý vị. Và tất cả những người nào mà gọi vô cho Hương Nguyễn mà nói muốn mua chầm của Hương Nguyễn về làm đại lý, về phân phối, về này, về kia, là luôn luôn Hương Nguyễn hỏi là em có đủ cái niềm đam mê đối với chầm hay chưa mà em muốn làm. Vì là cái chầm này là giống như là có cái duyên với mỗi người, không phải ai cũng có thể làm được, và mình có thể đủ đam mê với nó mình làm, đủ niềm tin, đủ mạnh. Và cái nữa là quý vị biết cái gì không, cái gì mình biết mình làm, còn cái gì mình không chắc chắn mình đừng làm. Tại vì mình vô tình mình là cái người coi là cái người mình là một cái người mà kêu bẩn gì giống như là gieo duyên thì mình bán đồng thật thì đúng, nó sẽ tốt đúng người. Yeah. Còn nếu như mình mua nhầm những cái chỗ sản xuất đồ không đúng, mình đem mình bán cho người lớn tuổi người ta đeo, tại vì đeo chầm này nè, nếu mình đeo những cái loại mà sánh chìm sánh ghép hàng nấu hàng này hàng kia đi, mình đeo thời gian nó thẩm thấu qua da, nó sẽ làm hại tới sức khỏe của cái người lớn tuổi người ta đeo, khi người ta đeo chầm và người ta hít hửi những cái mùi hóa chất, người ta cũng không có tốt cho sức khỏe này nữa. Đó, cái này nè, dạ đó, như đây cái vòng đeo tay là đơn giản nè, đây là hàng do con trồng cấy, hàng trồng cấy luôn, nhưng mà màu và vân nó vẫn đẹp nha, nó vẫn có mùi nhẹ nhẹ thoang thoảng luôn, hàng trồng cấy nhưng vẫn là hàng thật 100%, không có nhuộm màu chích mùi nha quý vị nha. Đó, mà mình đeo có 360 thôi, mình tự tin để mình đeo, không cần phải đeo hàng giả, hàng nhái, hàng phách gì bên ngoài đó. Giống như là quý vị có nhiều tiền thì mua túi Chanel, túi LV đeo, còn với ít tiền mình mua túi Coach mình đeo cũng được. Dạ, đó. Anh có biết được cái câu chuyện này là một cái chị khách rất là thấy thương luôn á. Cái chị khách đó là chị ở Việt Nam, mà quý vị biết không, ở Việt Nam mà ta làm công nhân cắt chỉ á, là lương người ta đâu có nhiêu đâu vậy quý vị. Người ta không phải là đi cắt ở công ty nha, người ta nhận cắt chỉ ở nhà đó, một ngày không có được nhiêu tiền hết đó quý vị. Mà chị mê chầm đến nỗi mà chị để dành tiền chị mua cái vòng đó với người ta mười mấy triệu, rất là lớn đúng rồi, nhưng mà người ta mua xong người ta đeo gần 2 năm mấy luôn, mà cứ giãn dây là ta đem lại công ty em ta xỏ, và giãn dây là ta đem lại công ty em người ta xỏ. Và bé Thanh nó nói với em, nó nói thấy chị đó mà thấy thương, giống như người ta đeo mấy năm rồi mà người ta vẫn trân trọng, mặc dù cái loại mười mấy triệu nó chỉ là cái hàng thấp thôi, nó hàng tự nhiên nhưng nó vẫn nằm ở cái hàng thấp, nhưng mà người ta vẫn trân trọng và người ta vẫn quý người nó. Người ta biết nó là có giá trị đối với người ta. Và bản thân người ta là không có làm nhiều tiền nha, nhưng mà người ta vẫn muốn sở hữu một cái gọi là thật để người ta đeo. Còn không thôi thì mình đeo hàng chồng nó vẫn là hàng thật quý vị, nhưng mà nó không có giá trị về phong thủy thôi. Và cái mùi nó đương nhiên sẽ không bằng những cái hàng tự nhiên thôi, chứ người ta không có chọn cái hàng giả để đeo. Và chị đó, chị cũng biết là ở ngoài hàng giả rất là nhiều mà. Nhưng mà chị để dành 1 năm trời mới mua đó. Đúng rồi. Để dành 1 năm trời. Rồi, hello các anh chị nha. Và hôm nay là như thường lệ mỗi lần Đức Tiến và lên show á thì hello anh Cát Tường Mỹ Chu. Cảm ơn anh Cát Tường, anh cũng vậy luôn, anh đã dành tiền mua đó. Và nó trân trọng gì anh mua anh có. Và như thường lệ thì hôm nay á là mình lên show sẽ có 2 cái món cuối cùng để chốt cho quý vị được cái giá quà tặng đặc biệt nha. Có lọc cho quý vị luôn, và ai thích mẫu gì xin nhớ comment bên dưới nha, để mà Đức Tiến Phương Nguyễn chọn cho quý vị. Chào chị Anh Nì Nguyễn nè, chào chị Châu Trinh, chào Nguyễn Tâm, chào anh David Hoàng Nguyễn, chào Ái Mễ Mễ, chào anh Nicolas. Chào chị Lai Lớp nha, chào Loranel. Rồi, hello 20 mấy ngàn người đang coi hai em mình. Trần Minh chào Tên Mì Trương. Rồi. Hồng Kim Trần, chào 20 mấy ngàn người đang xem. Và cả nhà mình ơi, Hương Nguyễn có nói hoài luôn á, là có nghĩa là mình không nhất thiết là mình phải mua vội. Và mình có thể, nếu mà có dịp, nếu mình ở xa, mình ghé miền Nam Cali chơi, thì nhớ vào trong mall Phước Lộc Thọ. Từ cửa sau đi vào cái ngã quẹo đầu tiên bên tay phải, cách 2 căn là tới tiệm chầm Hương Nguyễn nha. Mở cửa tất cả các ngày trong tuần, chỉ đóng cửa vào ngày thứ hai. Và số phone này là để gọi trực tiếp để tư vấn, quý vị đừng ngần ngại nha. Hương Nguyễn biết cái gì sẽ chia sẻ hết với quý vị, là để mình một chút gieo duyên gì đó, để mình không có mua lầm những cái hàng giả thôi. 1-1088 chầm Hương Nguyễn, tổng đài chầm Hương ngồi đây. Được gọi miễn phí, chứ là miễn phí không tốn tiền. Tại sao không gọi nhắn tin đúng không? Đừng ngại. Nên là từ bây giờ luôn là em chốt luôn. Quý vị mua chầm ở đâu không biết, bởi vì nó đang mình mua cái này mà cái sản phẩm nó gửi cho con, đừng mua, khoan mua liền. Hỏi Hương ơi, có nên mua hay không?
nếu mà cái này là hàng như thế nào, hàng thật, hàng giả, dạ, hàng giỏ. Giống như anh Chí Trần, trả lời luôn, rõ ràng luôn. Tối ngày anh cứ không, mình cứ trả lời luôn, đâu biết luôn. Anh Chí Trần á, anh có mua hàng của em, nhưng mà tối ngày anh gửi mấy cái hàng của người khác cho em coi không à. Mà em coi cái hàng nào là em nói với anh thì trang đúng rồi, mình nói thật luôn. Dù như cái hàng này em nói là anh ơi, hàng này hàng công nghệ, anh ơi cái hàng này là hàng thiệt đó, nhưng mà cái da loại này là dầu ít nha, cái giá nó không có cao, giá nó thường thôi. Có nghĩa là ảnh gửi cái nào là Hương Nguyễn đều trả lời luôn, dạ, đều trả lời cho ảnh hết đó. Rồi mình vô một sản phẩm ngày nay nha quý vị nha. Và đây là cái chầm núi rừng mọc tự nhiên, hạt của nó là 7 ly nha, có mít với lại hoa sen bằng vàng 24k và bi vàng 18k và những cái, những cái cham ngọc. À, cái này là cham ngọc bích nha, à, giá nha. Của nó là 1890 núi giá, rừng tự nhiên, dạ, đúng rồi, núi rừng tự nhiên, giá là 1890. Và cái này á là mình quấn vào cổ tay là 5 vòng cho cổ tay nữ nha, còn mình có thể bung ra làm sợi dây chuyền đeo cổ đều được luôn, hợp với lại người mệnh mộc và mệnh hỏa, hợp với lại người mệnh mộc và mệnh hỏa. Dạ, đây là chầm hương núi rừng tự nhiên, hàng thật và có giấy chứng nhận hàng thật từ công ty nha quý vị nha. Mix chào với lại ngọc bích và hoa sen vàng đây, rất là đẹp luôn, quấn trên cổ tay chúng ta mà bung ra sợi dây chuyền. Tất cả hàng núi rừng tự nhiên của công ty Trầm Hương Nguyễn đều là hàng thật và có giấy nha quý vị nha. Giá của cái chủ này là 1890 đô. Anh Cát Tường nói lỡ đeo hàng thiệt mà bóng như hàng giả có sao không? Ủa mồ hôi anh tốt, anh đeo nó mới bóng vậy. Cái đeo nó bóng khác nha anh, còn nó bóng mà hàng giả là nó phủ keo là nó khác nha anh. Đúng rồi. Nhìn hai cái nó khác nhau. À, chào Phạm Nguyễn Phương Thì, chào Nguyễn Thanh Thúy. À, chào anh John Vũ nè, chào Tuyết Phương, chào Hà Nguyễn, chào anh Đăng, chào Long Đỗ. Và cả nhà mình có câu hỏi nào về thắc mắc về chầm thì cứ comment bên dưới thì Hương Nguyễn sẽ trả lời trực tiếp cho quý vị luôn nha. Hi, I'm John Mathu. Hôm rồi Tiến đi lên trên đó có làm một cái tiệc cho mọi người cũng hỏi thăm rất là nhiều, và ai đang muốn đính hôn kết hôn, ai đang muốn chốt kèo người đó lấy mình yêu mình, đặt một cái dòng chầm nha. Bạn Tiến đã đặt cái dòng chầm rồi đó, mà nói quá trời nói luôn đó, sẽ đặt một cái dòng chầm đeo tay tên của cô gái đó cho bạn đó đeo đó. Và tháng 12 này bạn sẽ xuống để lấy luôn đó. Nên là ai đang muốn giữ tình yêu của mình, hay là muốn chốt tình yêu, hay là muốn sức khỏe cho mình, cho ông bà, cha mẹ của mình, tìm đến Trầm Hương hàng thật thì đây nha. Mình tranh thủ, mình chọn và mua ngay khi chúng ta còn được những cái thời gian được bên nhau nha quý vị. Chào Bùi Thu Thủy. Thủy. Và công ty Trầm Hương Nguyễn thì luôn luôn thông báo với quý vị là mỗi một năm công ty Trầm Hương Nguyễn chỉ có tri ân khách hàng một lần duy nhất là vào 20 tháng 11 đến 20 tháng 12. Một lần duy nhất thôi nha quý vị, chứ không bao giờ giảm giá không nữa. Bao giờ giảm 50%. Không bao giờ giảm 50% và cũng không bao giờ một tặng một. Cho nên quý vị đừng có làm những cái trang Facebook khác nha, vì những cái trang Facebook khác hay ăn cắp hình ảnh của Hương Nguyễn và anh Đức Tiến nè. Lên cứ bán một tặng một và giảm 50%, cái khách tưởng thiệt nhào vô mua cái hỏng ship hàng. Dính trưởng không? Dính trưởng rất là nhiều. Hello Linh Vũ Phan. Dạ. À, đây là chuỗi 108 hạt 6 ly giá là 980 đô. 108 hạt 6 ly giá là 980 đô dành cho nữ, hạt 6 ly. Mình có thể bung và đeo làm dây chuyền hoặc có thể quấn vào cổ tay. Anh Linh Vũ Phan. Chào anh Linh Vũ Phan. Đó, đây là chuỗi 108 Trầm Hương núi rừng tự nhiên, giá chỉ 800 đô thôi. Đó, đơn giản, dễ mua, dễ đeo nè, mà hàng thật nha quý vị nha. Đừng có ham đeo cái đen đen đậm đậm mà đồ giả đồ nhái đeo chi, vừa đeo người ta nhìn ta buồn cười, xong mà khi đó mình cứ giấu hoài đúng không. Tự tin là đeo Trầm Hương hàng thật luôn, hàng onyx mà chỉ với giá 980 đô mà thôi cho cái chuỗi này. À, thì nó tùy theo cái độ gam màu của nó, cái dầu của nó rồi nha, thì cái này nhẹ hơn thì giá nó mềm hơn, 980 đô. Dạ, và đây là chầm núi rừng mọc tự nhiên, chuỗi 108 hạt 6 ly luôn. À, có mít với lại tỳ hưu vàng 24k, giá là 1560. Mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc có thể bung ra làm sợi dây chuyền đeo cổ nha. Chào chị Mỹ Dung Nguyễn. Tất cả chào những Yến cái con Việt. Vật hay là những cái ép thêm á, như là bi vàng, tỳ hưu vàng, hoa sen vàng, đều bổ sung thêm. Người ta nói giàu đeo vàng, sang đeo chầm. Đó, thì chúng ta vừa giàu vừa sang đeo vô. Tỳ hưu á là có cái công dụng á, đối với người Hoa là tiền của chỉ có vô thôi mà không có ra, mà bên cạnh tiền hưu là gìn giữ những gì chúng ta có, gìn giữ mối quan hệ tình cảm, công việc, đúng không, tài sản chúng ta. Bây giờ thời bây giờ quỷ ma nhiều lắm, phá đám rồi phá hôi chia rẻ đủ chuyện hết, nên là tỳ hưu là giữ cho quý vị đó. Đúng rồi, phá đám là đúng luôn đó. 1560 đô đó anh ơi, em ơi đeo cái này vô đi để đừng nghe lời quỷ ma cám dỗ nha. Đeo chầm đó trừ tà,
trừ trà, trừ quỷ, trừ ma, trừ luôn mấy đứa khùng đi bên cạnh mình. và 1.560 đô nha. Mình đeo chầm á là nếu mà nói về cái sự may mắn hay không á, là cái đó là cái niềm tin của mỗi người. Chứ 1.000 người đeo mà nói may mắn hết 1.000 người là nó xạo rồi, nó không đúng rồi. Vì là cái đó là cái niềm tin của mỗi người. Và chầm hương thì cái linh trà hàng tự nhiên thì cái linh khí nó rất là mạnh. Và cái nữa giống như là mấy cái nhang chầm hay mấy cái bột chầm cũng vậy. Ngày hôm qua hôm kia thì cũng có cái anh đó là anh cũng là hồi xưa gia đình ảnh là cũng là dân đi điệu chầm. Đây nè đó, bạn Thanh Thủy nói nè, mình có mua chầm hương núi rừng tự nhiên 108 hạt, gần 1 năm rồi, hôm nay ngồi đếm 118 hạt, vậy còn phong thủy không? 108 mà giờ nó thành 118 hả? Có tính hai cái đâu kia không? Không, có nghĩa là anh có nghĩa là không có được tính, không có được tính hai cái râu này nha. Có nghĩa là tính 108 là tính ở trong đây thôi, chứ không có được tính hai cái râu này đó. Và những lộn cái cham vàng và những cái viên đá mít vào là không có tính nha, chỉ tính cái hạt chầm thôi. Rồi dạ, chỉ là tính cái hạt chầm chỉ thôi cho nha. Chị hiểu rõ hơn nha. Dạ, dạ. Rồi và đây là dòng sản phẩm tâm linh 12 con giáp. Mình có thể chọn cái con giáp mà nó hợp với mệnh của mình, giống như là Thân, Tý, Thìn là tam hợp, hay là cái những cái con linh vật nào mà nó hợp với mình để mà mình đeo. Và hai cái bi kim tiền vàng 24k và cham linh vật này là vàng 24 luôn nha. Cái này là tuổi thân nè, này là tuổi thân nè, đúng rồi, cái này là con khỉ nè nha, con này là tuổi thân nè, tuổi khỉ á, là giống như là Thân, Tý, Thìn là tam hợp. Nếu ai mà ở trong ba con giáp này thì mình chọn cái chuỗi này, đúng rồi. Mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc có thể bung ra làm sợi dây chuyền đeo cổ đều được luôn. Giá là 1.980 rồi, giá là 1.980 nha. Rồi, cảm ơn Vân Thị Chính, cảm ơn đến bạn Bùi Thị Thu Thị, chúc công ty trầm hương ngày mới nhận được nhiều may mắn nha. Chúc em cũng vậy nha, ngày mới nhiều năng lượng mới tích cực và bình yên nha. Đó, đây là cái chuỗi 108, biết sao là linh vật hàng năm. Đây là con khỉ ha. Con khỉ đó, ai có bổ mạng con khỉ hay là hợp với con khỉ thì mình chọn cái chuỗi này. 108 nha, trầm hương núi rừng tự nhiên, giá là 1.980 đô. Khỉ này rất dễ thương luôn á. Okay. Honey Monkey. Yeah, Monkey. Và đây là vòng đôi nha. Vòng đôi có mix với lại những cái ngọc bích nè. Ngọc bích màu xanh này thì hợp với lại người mệnh mộc và mệnh hỏa. Hợp với lại người mệnh mộc và mệnh hỏa, giá là 500 đô. Vẫn là trầm núi rừng mộc tự nhiên nha. Giá là 500 đô. Vẫn là trầm núi rừng mộc tự nhiên. Vòng đôi hạt 6 ly. Vòng đôi đeo tay hạt 6 ly. Trầm hương núi rừng tự nhiên. Hàng thật 100%. Và nói phải đi liền với là giấy tờ nha, nó có xác nhận, có chứng, có giấy chứng nhận từ công ty. 500 đô vòng đôi dễ đeo cho các chị nè. Gọi là cổ tay gọn nhỏ nha, rất đẹp và dễ đeo. Rồi và tiếp theo đây là một cái mẫu dây chuyền. Rồi hôm nay cả nhà mình có chọn được mẫu nào chưa hay là muốn mua cái gì chưa, nhớ comment nha. Wow. Đây là mẫu dây chuyền, cái này mình có thể đeo cổ mà mình mặc đồ gì đeo cũng được nha. Mình mặc áo sơ mi, áo đầm, áo dài, áo gì cũng có thể đeo được hết. Và size hạt của nó là 6, 7, 8, 10. Size hạt của nó là 6, 7, 8, 10 nha. Đây, size hạt của nó là 6, 7, 8, 10. 6, 7, 8, 10. Giá là 4.600. Và có mix với lại vàng 18k. Và những cái cham này là cham Ngọc Hòa Điền. Và cham Ngọc Hòa Điền là hợp với tất cả bổn mệnh, ai đeo cũng được hết luôn. Giá là 4.600. Cái này là gần như hàng chung nha. Gần như hàng chung nhưng mà mình cái màu thì y như hàng VIP luôn. Dạ, gần như hàng chung mà cái màu thì y như hàng VIP luôn. Đó, wow, đây là cái dây chuyền đeo rất là đẹp luôn. Dây chuyền này rất là kiểu luôn, giá là 4.600 nha. Trầm hương núi rừng tự nhiên, giá có là 4.600 là gỡ tầm trung thôi. Nhưng mà chất lượng trầm của này á, của cái dây chuyền này là gần như là hàng VIP nha mọi người nha. Rất là đẹp và độc đáo, mix với lại đá trầm Hòa Điền. Cái đầu của Hương Nguyễn nó bạ. Hợp với tất cả các bổ mạng cho quý vị nha. Đó. Cầm xuống cái. Cầm xuống cái giống 50 tuổi. 4.600 đô nha, 4.600 đô cho cái chuỗi cái dây chuyền này rất đẹp luôn. Chào Vicky, chào Yến Kiệt, chào Sương Lê và Hương Nguyễn Tinh. Ở cuộc đời này là mình gieo hạt chanh là ăn trái chanh hết đó, chứ không có gieo hạt chanh mà ăn trái bưởi. Cho nên là trồng cây chanh thì sẽ không ra trái bưởi. Cho nên là ai quý vị biết không, khi mà người ta tạo một cái trang giả bên công ty Trọng Nguyễn mà bán một tặng một rồi
50% đồ làm đủ trò với khách hàng của Hương Nguyễn là để nhằm mục đích là trục lợi cho bản thân, và mục đích nữa là cũng là hạ uy tín công ty chồng Hương Nguyễn, vì là có nhiều người á, người ta cứ thấy mặt anh Tiến với Hương Nguyễn là người ta nhào vô, người ta mua, người ta đâu có biết cái trang đó thiệt hay giả đâu quý vị. Cho nên là Hương Nguyễn tin một điều là người hại không có chết, trời hại mới chết, chứ người hại không chết. Với lại là một cái nữa là những người mà người ta gieo hạt chanh đó thì người ta sẽ ăn trái chanh thôi. Đúng chứ rồi. Không có gieo hạt chanh mà ăn trái bưởi được, tại vì mình gieo hạt nào là chanh để ăn, ăn trái gai chanh nó chết. Không có trái chanh để ăn trái gai mới chết. Mà cứ vô đây cứ phá đám hoài, chào Thái Trần, cứ vô đây là cứ phá hoài luôn, không hiểu là anh chị em mà bán chồng á, mình bán chồng là cái tâm mình phải tịnh. Chứ tầm bán chồng mà cái tâm mình không có tịnh, tâm chồng, mình cứ lo đi lường gạt người ta không à. Cứ lo đi lường gạt người ta không à, thì hả, cuộc đời của mình á, mình bán như vậy á, là cái tiền lời đó đó, khi mình lường người ta, cái tiền lời đó nó sẽ không có tồn tại, là cái nhất. Cái hai nữa là quý vị biết không, một mình bán cái đó tiền lời, mình có tiền quá nhiều, lời quá nhiều, ta bán hàng tào lao mà, mình lời quá nhiều, nguyên cả dòng cả họ, nguyên cả nhà mình hưởng, nhưng mà khi cái nghiệp có mình lãnh nè. Cho nên là mình làm cái gì mình cũng phải suy nghĩ, chứ đừng có phá vậy, đừng có phá người ta là một. Cái hai nữa là cái nào mình biết nó là giả thì mình đừng có bán, hoặc là mình giả thì mình nói thẳng luôn là hàng này là hàng công nghệ, hàng này là hàng xử lý, mình nói thẳng luôn. Giống như Việt Nam còn bán hàng pha ke đó. Dạ rồi, đúng rồi, bán túi hiệu hàng pha ke đó, giả là một, giả là hai, là super pha ke đó. Đúng rồi, chứ mình đừng có nói người ta là hàng xin, hàng thiệt, tội nghiệp cái người mua nữa. Dạ. Rồi cái nghiệp mình lãnh nữa quý vị. Rồi và đây tiếp theo thì Hương Nguyễn sẽ lên cái mẫu hàng này vẫn là gần như hàng chung nha. Cái này là chuỗi măng côi, hạt của nó là chỉ có 6 ly thôi. Nó nhỏ, mình có thể nam nữ gì đeo cũng được luôn. Nam nữ gì đeo cổ cũng được nha. Giá của nó là 2.650. Phồn nó chính xác, tất cả đều là nhân quả. Rồi, đây là một cái chuỗi măng côi như vậy nha, chuỗi măng côi luôn. Hàng này hàng núi rừng tự nhiên. Ở trên đây có thánh giá và tượng Chúa Giêsu rất là đẹp luôn, xinh xắn. Tôi nghĩ này nam nữ đều đeo được luôn, nhưng nếu mấy chị chọn đây sẽ rất là đẹp và dễ đeo cho mấy chị luôn ha. Mấy chị mấy cô, giá là 2.650 đô. Chào cho Thủy cái chuỗi Lê. Măng côi này rất là đẹp nha. Hàng núi rừng tự nhiên nha quý vị nha. Rồi và đây là cái vòng ba vòng. Ba vòng này mình có thể quấn cổ tay ba vòng, hoặc có thể bung ra làm sợi dây chuyền đeo cổ đều đẹp nha. Cái này là hàng VIP nha quý vị, có hoa sen bằng vàng, có bi bằng vàng 18K, và có một cái mắt khúc, đây là chậm hàng VIP, có một cái mắt khúc tạ bọc ngồi làm cho khách luôn. Mà nghe chị Hương nói quá đúng, giá Kim là 5.800 nha, giá là 5.800. Chào Kim Trần. Chào Kim Trần, đẹp quá kìa đó. Giá cái là nào 5.800 em đang cầm nó đây. Đây là cái vòng mắt khúc nha quý vị nha. Vòng mắt khúc này mình có thể đeo trên cổ tay của mình, hoặc bung ra thành một sợi dây chuyền đeo ôm cổ nha. Nó có mắt khúc ở giữa nè, hai bên bọc vàng, một cái bi vàng và hoa sen vàng, trầm hương núi rừng tự nhiên, mang đến sự may mắn cho quý vị. Rồi cái bi vàng có công dụng là mang đến cho chúng ta cơ hội công ăn việc làm, cơ hội gặp được người quý nhân, những người mà tốt chúng ta nha. Cái hoa sen này mang đến bình yên cho quý vị, bình yên trong cuộc sống, trong tâm hồn của mình, ở trong gia đình của mình. Đó, ý nghĩa của nó đây. Mình bung ra là sợi dây chuyền, mà này nó co giãn nha. Ví dụ Tiến đeo thử nè cho xem. Co giãn thì mình đeo được trên cổ mình, nó ôm giống vậy. Đúng rồi, mình đeo trên cổ và mình có thể quay cái hoa sen làm dây chuyền, hay là mình có thể quay cái khúc kia làm mặt dây chuyền, mình có thể quay theo cái ý của mình. Ý mình đúng không? Dạ, quay theo cái ý của còn mình. Còn không mình đeo cái này xong mình móc thêm cái mặt dây chuyền lên thì cũng được nữa. Nếu mình thích đúng không? Đúng rồi. Đó. Cái đó là hàng VIP nha, giá 5.800. Và giá là 5.800, và quý vị biết không, Hương Nguyễn cũng không bao giờ vô những cái chỗ này chỗ kia mà coi người ta bán cái gì hàng này hàng kia á, nhưng mà nhiều lúc cũng bức xúc lắm quý vị. Những cái hội nhóm á, họ tạo, họ bán chầm, họ tự tạo ra một cái hội nhóm, xong rồi họ bút phốt hai anh em Hương Nguyễn với anh Đức Tiến để nhằm mục đích là hạ uy tín công ty, và những người mà quen với họ nhào vô đó bán. Cho nên là nhiều người á, thật sự giống như Hương Nguyễn có nói rồi đó, mình bán chầm thì cái tâm mình tịnh. Chúc mấy anh mấy chị ơi, Hương Nguyễn không có đi phá ai hết, thì mấy anh mấy chị có làm á, thì mình thứ nhất là mình làm là phải đúng người đúng việc, chứ mình đừng có đem đi hình ảnh của người khác mà mình đem đi bóc phốt, mình nói người ta bán cái này bán cái kia. Mặc dù là anh chị nói là không có nói là Hương Nguyễn bán hàng giả, nhưng mà anh chị Hương Nguyễn hay dùng anh Đức Tiến với Hương Nguyễn là thế này thế kia thế nọ, thì nếu mà mình bán hàng đúng, mình bán hàng tốt, người ta sẽ tìm tới mình, người ta mua, chứ mình không cần phải lấy hình ảnh của người khác để mà mình tự build cho cái hội nhóm của mình nó sôi nổi hơn, hay là build cho cái hình ảnh của mình câu khách, câu view là không có nên nha quý vị nha.
Đó. Rồi. Là bán trầm mà tâm không có tịnh gì hết ta. Bán trầm mà tâm rất động. Trầm mà không trầm mà rất động, trầm động phải không mấy anh chị? Mấy anh chị bán trầm động đúng không? Nhưng mà Hương Nguyễn tin một điều nhớ vậy, Hương Nguyễn rất là tin một điều là trầm thương thật á là nó đều có một cái tên mã lên đó là trầm là nó nhẹ nhàng nó lắng sâu lại. Cái linh khí rất là mạnh. Và Hương Nguyễn tin là tại vì Hương Nguyễn có chứng kiến rất nhiều người, thậm chí những người nổi tiếng và những người về bà ba buông trầm lâu năm luôn, khi mà họ làm không đúng rồi là nghiệp quật banh hết luôn, không còn cái gì. Dạ, cái trầm này tụi em bán hàng núi rừng tự nhiên chỉ có mấy nghìn đồng thôi, mà anh chị bán đồ giả anh chị lời gấp mấy chục lần. Mà khi anh chị banh cũng banh mấy chục lần đúng rồi. Đó. Gấp mấy chục lần luôn đó mấy anh chị mà nha. Rồi chia sẻ đây mọi người, ai thích cái mẫu này nè, đó mình chọn những cái mẫu này nha. Cái này hôm nay cũng lên lại đó, rất là đẹp. Để luôn, 5,800. Anh trung thực lâu lắm rồi mới thấy anh lên coi hai anh em vậy. Trung thực đẹp trai ơi, trung thực đẹp trai, trung thực yêu dấu của tôi ơi, I love you. Bữa mà bữa đợt vừa rồi về như không thấy anh đi với anh luôn hả? Hôm trước anh có việc ở ngoài Hà Nội, xong rồi hai anh em cũng nói chuyện. Dạ. Và đây là cái vòng này dành cho nữ, cái này là hàng này là nó là hơn tầm trung nha, gần như hàng VIP vậy đó, giá là 4,600. Và có bọc vàng 18K và có mít vàng 18K, giá là 4,600. Và mình có thể đặt công ty Trầm Hương Nguyễn khắc cái tên của mình, hay là khắc cái tên của con cái, hay là chồng vợ, đó, hay là ba mẹ đó, mình đều được nha. Giá là 4,600 cho cái vòng của nam. Màu nào cũng chua, tuyệt vời nhất. Cảm ơn bạn trung thực nha. Hôm rồi có một bạn cố tiến trên San Jose đó đang đặt một cái mẫu như thế này nè, sẽ cắt tên của cô gái đó đeo trên tay để mà mang bên người của mình đó. Đây là trầm hương núi rừng tự nhiên, giá là 4,600 nha, có bi vàng và bọc vàng cho quý vị luôn. Và loại trầm này là đậm thơm nè, đó màu và mùi phải không, phải chọn sẵn cho quý vị luôn. 4,600 đeo một cái vòng đeo tay trầm hương để mình an tâm, mang đến cho mình may mắn, bình yên, tài lộc. Những ai đang cần đến một sự may mắn, cần đến sự bình yên, cần đến một cái gì đó, một cơ hội tốt đẹp nha, thì ngoài cái chuyện mà chúng ta tích đức, tích duyên, tích phước, thì chúng ta lựa chọn thêm trầm hương để chúng ta tích lành cho chúng ta nha, tích thêm sự an lành cho quý vị. 4,600. Và đây là cái này là cái vòng dây, cái dây chuyền đeo sát cổ và có mít với lại ngọc bích. Cái này là dây chuyền đeo sát cổ nha, size hạt của nó cũng là 6, 7, 8, 10. Size hạt của nó là 6, 7, 8, 10. Giá là 2,980. Và cái viên đá này là hợp với lại người mệnh mộc và mệnh hỏa nha. Hợp với lại người mệnh mộc và mệnh hỏa. Ồ, hôm nay anh em mình tám quá, gần hết giờ luôn rồi đó. Hết giờ hả? Gần hết giờ. Yeah. 2,980 cho cái mẫu dây chuyền này nha. 2,980. Rồi 24,000 người ơi đang coi, mọi người có thích được mẫu nào chưa? Có thích cái vòng đeo tay dành cho nam không, hay là chuỗi 108, hay là vòng đơn ha? Mình thích mẫu nào mình comment nha. Bây giờ Đức Tiến và Hương Nguyễn chuẩn bị chốt cho quý vị hai mẫu đặc biệt trong ngày hôm nay. Tôi là người duy tâm và tôi tin vào những điều may mắn ấy. Cảm ơn bạn Thủy rất là nhiều. Dạ, cảm ơn anh Thủy rất là nhiều. Và cái nữa là giống như là sorry cả nhà mình đó, là hôm nay là Hương Nguyễn nói hơi nhiều về mấy cái vấn đề trầm thiệt, trầm giả và hội nhóm không? Nhưng mà tại vì quý vị biết sao, nhiều người phá quá. Dạ, nhiều người phá quá. Nhiều lúc Hương Nguyễn cũng tâm cũng muốn tịnh lắm, nhưng mà cứ sống xô. Dạ, sống xô làm mình động hoài. Dạ, cứ mà làm mình động hoài, có nghĩa là mình không có muốn liên quan gì tới ai, mình cũng không có muốn là họ bán gì kệ họ, nói chung là khi mà họ làm á là cái nghiệp của họ lãnh thôi. Đúng rồi. Nhưng Hương Nguyễn không bao giờ lấy hình ảnh của họ để bóc phốt hay là làm này làm kia, đó là chuyện của họ. Ai tin họ thì mua của họ thôi, chứ mình cũng không có làm những cái việc đó. Mình đăng lên công khai, mình bóc phốt người này bán đồ giả, người kia bán đồ giả, mình không có làm cái điều đó. Nhưng mà hả, mình bị quá nhiều người phá, mà trong khi nếu như mà mình bán hàng tào lao á, mình bị phá mình chấp nhận quý vị. Còn cái này giống như là mình bán hàng á, với mục đích là thậm chí có nhiều người á vô hỏi Hương Nguyễn xong, Hương Nguyễn chia sẻ 2-3 tiếng đồng hồ không mua, Hương Nguyễn vẫn vui vẻ quý vị. Vì sao? Vì là mình chỉ gieo duyên cho cái người đó để người ta tránh mua lầm những cái hàng không đúng, ảnh hưởng đến sức khỏe của họ và tiền bạc của họ thôi. Chứ còn mà hả, mà để chứ không phải là mình chia sẻ với ai là người ta cũng phải mua của mình rồi mình mới rơm rã với người ta, là Hương Nguyễn không có cái tính đó. Hương Nguyễn chỉ chia sẻ những cái gì mà Hương Nguyễn biết để họ không mua lầm,
Nó là cái đó là cái vấn đề chính. Còn khi mà họ tìm tới công ty Trọng Huyền họ mua hay không là cái đó là cái duyên nữa. Rồi. Dạ cái duyên nữa. Anh nói cái này cái nhanh đẹp quá nè, cái vòng mắt khúc nè, thường mắt khúc này thì nhìn chúng ta thấy á nó mộc mạc nha, nó mộc mạc và rất là đẹp và tự nhiên. Cái vòng đeo tay mắt khúc này có cái bi vàng nữa, có bi vàng đi cùng luôn. Nhưng mà cái này là em còn có một cái thôi đó. À còn có một cái là giá là 2800 nè, 2800 đô. Dạ. Cái này nam nữ đều được nha vậy nha, nam nữ đều đeo được luôn. Mình có thể chọn những mẫu như thế này, mình đeo vô cái này nhìn vô thôi, đối với người trong nghề nhìn vô thôi là biết là hàng thật, hàng núi rừng tự nhiên và có giấy luôn, giấy chứng nhận để mà an tâm. Giá là 2800 đó. Thích mẫu này thì vì nói nha. Mà cái này á là thứ nhất là có một cái hiện tại đang còn một cái luôn. Thứ hai nữa là nó tầm hàng chung nha, mình đeo nó sẽ đậm màu và lên dầu bóng. Đó, đây. A à, thích cái mẫu này mình chọn 2800 nha. Cái đó là mình đeo nó sẽ đậm màu và nó lên dầu nha quý vị. Cái nào mà Hương Nguyễn nói đeo nó đậm màu nó lên dầu là nó sẽ đậm màu nó lên dầu, vì mình công ty Trọng Hương Nguyễn là gia công sản phẩm cho nên là mình biết được cái hàng nào nó đủ dầu, cái lô hàng nào nó đủ dầu và cái lô hàng nào nó không đủ dầu. Dạ cho nên là cái đó đeo nó sẽ đậm màu và nó bóng rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Để mà nhìn cái này nhìn bằng mắt thường thôi là chúng ta cũng biết là hàng thật quý vị nha. Màu và mùi là khỏi chơi luôn đó. Đây, kiểm tra tại chỗ luôn. Mùi rất đã nha mình, mùi rất đã và đeo nó lên lên dầu á, lên. Còn cái này là 12 ly mà giá 660 nè. Cái này 12 ly vẫn là trầm núi rừng mộc tự nhiên nhưng mà giá là 660 nha quý vị, cái này là hạt 12 ly. Nói luôn cái này. Rồi còn ai nếu mà nói là tôi không thích đeo mắt khúc, tôi muốn đeo hạt tròn thì đây, cái này bao nhiêu ly này? 12 ly luôn. 12 cái này 12 ly luôn, vẫn là trầm hương núi rừng tự nhiên nha. Hàng thật 100% và chúng ta nhìn thấy đồ dầu nó đã chưa? Độ dầu rất là nhiều và đã và chúng thấy rất rõ ràng. Và trên đây có tỳ hưu vàng 24. Vàng này là vàng 24K, vàng thật nha quý vị nha. Vàng thật 24K để mình mua an tâm nha quý vị. Đó, thì tôi tiến có hai cái mẫu này. Ai thích mẫu nào thì comment bên dưới. Sau một phút đó thôi là chúng ta sẽ chốt cho quý vị 2500 cái mẫu này. Đó, có cái tỳ hưu vàng luôn. Và nếu quý vị nào mà chưa có ý định cái mẫu nào mà nãy giờ Hương Nguyễn với anh Tiến đang like á, thì Hương Nguyễn và anh Tiến sẽ chọn ra hai mẫu ngẫu nhiên để chốt cuối cùng cho quý vị làm quà tặng cho những cái người mua trực tiếp trên đây nha. Và chỉ có một và chỉ có là hả là giống như mỗi lần anh Tiến lên á, mấy người khác lên là chỉ có một người được chốt duy nhất, còn anh Tiến lên là được hai người chốt với cái giá quà tặng. Còn bình thường quý vị vô Mo Phước Lộc Thọ công ty Trọng Hương Nguyễn tại miền Nam Cali mua thì đúng giá niêm yết. Một đô Hương Nguyễn cũng không có bớt nha quý vị nha. Chỉ có mua trên 5000 thì mình có tặng nhang trầm hay gì đó thôi chứ không có bớt. Cái này là mình chỉ tặng cái lọc ở trên live cho những người nào mà coi trực tiếp. Và ở đây thì Hương Nguyễn sẽ nói sơ về những cái nhang trầm, bột trầm cũng giống như là nụ trầm bên công ty Trầm Hương Nguyễn. Và sau đó mình sẽ chốt những cái mẫu cuối cùng để hai anh em Đức Tiến lên và Hương radio. Sẽ còn lên đài radio nữa. Yeah. Và đây là cái nhang trầm hương giá là 59 đồng, vẫn là 20g nhang trầm trong đó. Nhang trầm thì được gọi là linh hương đó quý vị. Và khi mà mình xông nhang trầm ở trong nhà đó, thứ nhất là nó xua tà đuổi chướng á, giống như là đuổi chướng là những cái gió chướng, là những cái gió độc á, nó không có xâm nhập vào người mình được. Đó là cái tác dụng của trầm hương tự nhiên. Còn xua tà là giống như là người ta nói là những cái điều không may á, đuổi những cái điều không may đi. Và mình xông trầm, bột trầm, nhang trầm, nụ trầm thì nó đều giúp cho thanh lọc không khí, tốt cho phổi và khử những cái mùi ẩm mốc, và nhất là những cái người nào mà bị mất ngủ nhiều thì xông trầm rất là tốt luôn. Và đây là ống này vẫn là 20g, có cái logo trên nắp thì giá 85 đô, vẫn là 20g trong đó. Có 4 loại ha. Và tiếp theo là có chữ nhang giá là 110 đô. Và loại mắc nhất bên công ty Trầm Hương Nguyễn hiện nay là loại VAV, là giá là 135 đô cho một cái ống nhang như thế này. Và quý vị có thể mua ở ngoài giá 10 đô, 15 đô, 20 đô cũng có. Quý vị cũng có nhang trầm đó, nhưng mà nó chỉ là mặt cưa nó tẩm mùi thôi, chứ còn nhang trầm thì nó không hề quá rẻ giống như mà mình nghĩ đâu, giống như trang sức trầm cũng vậy thôi. Và đây là cái khay bằng gỗ để mình xông nhang trầm, giá là 30 đô, trong đây có cái miếng chống cháy nha. Khi mình mua cái khay gỗ này là mình xài hoài luôn, khi nào mà cái miếng chống cháy này nó hư á là Hương Nguyễn sẽ tặng cho quý vị cái miếng chống cháy khác, quý vị yên tâm. Cho nên mình mua cái này là mình xài hoài luôn, không bao giờ mình mua lại á, chỉ có hết nhang thì mình mua tiếp thôi. Và tiếp theo đây là bột trầm hương. Bột trầm hương thì 30g là 170, còn 50g là 270, và 50g 270 là mình xài hơn nửa năm mới hết nha quý vị. Mình xài hơn nửa năm mới hết á. Và tiếp theo là đây là cái nụ trầm hương 50g trên 72 nụ là 50g, giá là 280. Và đây là cái khay bằng gỗ, cái nắp bằng đồng, giá là 60 đô để dành mình xông nhang trầm, bột trầm cũng giống như là nụ trầm. Dạ rồi, bây giờ chúng ta đến với hai sản phẩm nha. Cảm ơn đến bạn Chào Thăm Mì Cao. Cảm ơn đến bạn Trung Thực nhiều nha.
Rồi bây giờ chúng ta đến với hai sản phẩm, không biết quý vị có chọn mẫu nào cho mình không, có thích mẫu nào không, thích một cái chuỗi đeo 108, một cái vòng đeo tay hạt tròn hay là hạt bắc khúc, hay là chúng ta thích một cái vòng đeo tay mà có mix đá hay là chuỗi mâm côi, comment dưới nha, thì Tức Tiến và Hương Nguyễn sẽ chọn theo ý của quý vị. Còn nếu quý vị vẫn chưa nghĩ ra được cái mẫu nào thì Tức Tiến và Hương Nguyễn sẽ chọn ngẫu nhiên và sẽ có quà tặng trên hai cái mẫu đó để cho quý vị lựa chọn nha. Dạ rồi, và bây giờ thì anh Tiến chọn mẫu nào? Anh chọn một trong hai cái vòng này. Em nghĩ thích mẫu nào đây? Mẫu nào? Một trong hai cái này. Cái này đi. Cái này đi ha, đúng dạ, rồi. Đây, này. Rồi anh nói luôn ha. Đây. Cái đó là mình đeo nó sẽ đậm màu và nó bóng. Đây, cái mẫu này nè, đây là cái vòng đeo tay mắt khúc dành cho cả nam và nữ luôn, dành cho nam và nữ luôn, trầm hương núi rừng tự nhiên, hàng thật 100% và có giấy chứng minh xác nhận hàng thật cho quý vị đeo nha. Và trên tờ giấy đó có thông tin hình ảnh rõ ràng để mình an tâm. Đó, đây là có mấy số là bi vàng. Bi vàng trầm hương là mang đến tài lộc cho quý vị, cơ hội quý vị, và bi vàng là mang đến công ăn việc làm cho quý vị luôn, may mắn cho quý vị. Đó, giá là 2.800, cái này dành cho cả nam và nữ đều đeo được luôn, rất là đẹp và an tâm, và nhìn thấy là cái sự mộc mạc, cái sự núi rừng, cái sự hoang dã của nó, và người ta tạo từ móc khúc này rất là nhìn rất là tự nhiên luôn, không có mùi, không có màu chích từ bên ngoài nha, mùi và màu đó là hoàn toàn tự nhiên của trầm hương núi rừng tự nhiên. Và giá cho cái vòng đeo tay móc khúc này là 2.800 đô. Hôm nay quý vị đang coi chương trình này và ai là người chốt trước sẽ được mua cái vòng này duy nhất, loại trầm này chỉ còn có một cái mà thôi, và sẽ có quà tặng cho quý vị. Hương Nguyễn tặng quý vị bao nhiêu đây? À, cái đó là 280 thì Hương Nguyễn sẽ tặng 150. 2.800, sorry, tặng 150 nha quý vị nha. Tặng 150 còn 2.650. Dạ, còn 2.650. Dạ, wow. Dạ, tặng còn... cho ai nhanh tay 150 đô nha, 150 đô giá là 2.800, và một người nào chốt trước mới được mua nha. Người thứ hai chốt sau là mua full giá, và mẫu này có một cái mà thôi. Người thứ hai mua cái khác. Một dạ, người mà thôi được tặng 150 đô, cái tiền lộc, tiền may mắn của Hương Nguyễn, 2.800 tặng 150 đô, còn lại 2.650, và hàng thật, có giấy chứng nhận hàng thật từ công ty để an tâm mình mua, và trên tờ giấy chứng nhận đó có thông tin, có hình ảnh rõ ràng của cái vòng này để mình an tâm, mình biết là cái giấy này là của cái sản phẩm này đó, mình dạ, an tâm nha. Và cái này là mình đeo nó sẽ đậm màu và nó lên dầu bóng rất là đẹp nha, còn mùi thì quý vị khỏi phải lo rồi. À, cái hàng này là nó tầm hàng chung, cái mùi của nó rất là tốt rồi, nó chỉ thua hàng VIP thôi, cái mùi nó rất là tốt cho nên là mình không phải lo. Nó là trầm núi rừng mọc tự nhiên, giá là 2.800, có mix với lại bi vàng 18k dành cho cả nam lẫn nữ. À, và mình có thể đeo cặp với đồng hồ rất là đẹp luôn, và mình đeo nó sẽ đậm màu và lên dầu rất là đẹp. À, Hương Nguyễn tặng 150 là còn 2.650. Đó, còn nếu mà quý vị ra tại Mo Phú Lộc Thọ mua thì mua đúng giá luôn, mà mẫu này là hiện tại đang còn có một cái thôi. Có một cái mà thôi. Dạ, và ai chốt trước nha. Ai comment chốt trước thì là người được mua nha. Còn ai mà chốt sau á thì nếu mà còn thì chúng tôi bán cho quý vị, còn nếu không mà riêng cái mẫu này chỉ có một cái thôi, không dạ, có mẫu thứ hai, nên là quý vị phải đợi nha. Đã ưu tiên cho ai comment chốt trước. 2.800 tặng 150 là còn 2.650. Dạ, và cái này nè, cái này là hạt 7 ly, à, dành cho nữ mà cổ tay tròn tròn á, còn nam mà cổ tay nhỏ xíu luôn nha, mấy đeo vừa nha. Vâng, rất đẹp luôn, dầu rất cực đẹp và mùi thì rất là tốt luôn, giá là 1.600. À, và Hương Nguyễn cũng tặng cho một người duy nhất là được tặng 100 là còn 1.500 nha. À, tặng 100 là còn 1.500, nhưng mà hiện tại loại trầm này cũng còn có một cái thôi. À, vì là nó sẽ giống giống nhau, quý vị nhìn nó giống nhau nhưng mà nó là khác phôi trầm, và cái gam dầu nó nhẹ hơn thì giá nó 1.200, 1.400 cũng có nha quý vị. Còn cái 1.600 này là hiện tại có một cái thôi. Và hiện tại là có một cái thôi, và Hương Nguyễn tặng 100 là còn 1.500. Và cái này dành cho cổ tay nữ và nam. Nam cổ tay nhỏ xíu thôi nha. Cái này là bao đẹp nha quý vị nha. Dạ, bao đẹp luôn, bao đẹp rồi. Nè, nhìn kỹ nha quý vị ơi, vân đẹp cực kỳ chưa? Trầm hương núi rừng tự nhiên, chuỗi 108 nha. Không có biết gì cả, đơn giản, dễ đeo, dễ mua và dễ làm quà tặng nha. Vân rất đẹp, mùi rất thơm, giá là 1.600 đồng. Và hôm nay trong chương trình này, quý vị được tặng 100 đô tiền lọc may mắn cho quý vị. Coi như là 1.600 tặng 100, chỉ còn là 1.500 mà thôi. 1.500 mà chúng ta có được một cái chuỗi trầm hương núi rừng tự nhiên, hàng thật 100% nha, hàng thật 100% và có giấy chứng nhận từ công ty, mình an tâm mình mua hay mình tặng cho ai đó, giống như có cái giấy certified á, giống như mua túi hiệu cũng giống dạng vậy á, mình phải có giấy chứng nhận thì mình an tâm, đó đồ thiệt, túi thiệt nha quý vị. Đó, 1.600 và tặng 100 cho quý vị, còn 1.500
Và ưu tiên ai comment chốt trước hoặc gọi về trước thì được mua trước nha. Còn ai gọi về sau nếu còn mình mua, còn nếu không mình mua những mẫu khác và dạ. mua nguyên giá nha quý vị. 1.600 tặng 100 còn 1.500 mà thôi. Dạ, giống như là khi mà Hương Nguyễn up cái like này á thì ai gọi cho Hương Nguyễn đầu tiên thì sẽ được chốt cái giá quà tặng là 100. Còn nếu như mà mình gọi sau thơm thì mình sẽ mua những cái món hàng khác là full giá, là đúng giá, vì không có tặng nhớ gì, chỉ tặng cho một người giá đó thôi. À, và cảm ơn anh Trung Thực nè. Anh Trung Thực nói là phải công nhận cái mùi trầm bên em nó dễ chịu mỗi khi đốt thơm nguyên phòng. Đó, cảm giác ngủ ngon, khỏe hơn khi thức dậy. Còn nếu đeo bên người mọi lúc mọi nơi thì quá tuyệt vời rồi. Nhìn mẫu nào cũng gọi là mê. Dạ, cảm ơn anh Trung Thực rất là nhiều. Rồi và bây giờ cho anh nói một câu trước khi mình chia tay quý vị nha. Và số phone của Hương Nguyễn quý vị gọi về và comment là 7145889989 nha. Nếu mà hôm nay mà bạn Trung Lâm, mà Trung Thực, Trung Lâm hay ghê, Trung Thực thành Trung Lâm, không, Trung Lâm trên sang OJ, với lại là cũng có nhiều người là người ta không có chốt trực tiếp trên đây đâu anh, mà gọi lại người ta gọi lại vì là người ta cứ chốt không, trên đây. Anh muốn là nói cái này gái rồi hết giờ là cái này nha quý vị ơi. Cái này là Đức Tiến Randy bao luôn, làm giống bao ăn cái này, bao thơm, bao thơm, bao đẹp, bao thơm, bao đẹp luôn nha. Ai không mua là mất mất phần gánh chịu nha. Bao thơm, bao đẹp, bao độc đáo và vân nó quá đẹp luôn á. Trời ơi, nhìn là mê luôn nha nè. Mà mùi cực kỳ đã luôn nha. Cho cái mẫu này đó, đến để gần nè, cận sát mình xem. Đó, đây, chuỗi 108, không có mix gì hết. Quý vị mua cái chuỗi này xong, ai muốn mix thêm đá, thêm tỳ hưu vàng hay bi vàng gì đó, thì mình ép thêm vô. Nhưng mà đơn thuần là cái chuỗi này, dễ đeo là đeo cổ tay hoặc bung, mà bung là sợi dây chuyền. 1.600 đô và tặng 100 đồng là chỉ còn có 1.500 mà thôi cho mẫu này. Còn cái mẫu đeo tay này, cái vòng đeo tay mắt khúc này, cái lắc này á là 2.800 nha. Cực kỳ đẹp, cực kỳ thơm luôn. Hàng núi rừng tự nhiên và có giấy tờ xác nhận rõ ràng hàng thật. 2.800 tặng 150 là còn 2.650. Hai mẫu này là Đức Tiến và Hương Nguyễn đã test, đã kiểm tra và bao cho quý vị luôn, là an tâm là mùi nè, thơm, màu đẹp và đeo nó đậm luôn. Đó, hai mẫu này nha. Rồi, số phone là 7145889989. Xin nhớ là ai coi và cần gọi riêng tư chốt gì đó là gọi cho Hương luôn. Dạ, 71... Một số phone này thôi, một số phone duy nhất này thôi nha quý vị nha, để tránh bị lừa. 7145889989. Và bây giờ Hương Nguyễn và anh Đức Tiến sẽ chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị để lên radio. Radio 106.3 FM nha, ở tại miền Nam California. Tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại vào thứ năm tuần này.